Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2001. Cái máy này nhiều quá, cái nào là cái chấm, để cái chấm cho này. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2001. Như thường lệ là sáng Chủ nhật, Vĩnh Nghiêm chúng ta đang học bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 21. Chúng ta đang học cái phẩm Kim Cang Thân. Bữa nay là tổng kết về cái phẩm Kim Cang Thân qua cái thâm nghĩa. Trong kinh có câu: Vân hà bất trường thọ, Kim Cang bất hoại thân. Hai câu đó nó hỏi rằng là Phật làm gì để được cái thân trường thọ, và phải làm gì để có được cái thân kim cang bất hoại. Thế thì Đức Phật nhìn Đức Phật qua hai mặt: phải làm gì để được trường thọ, đó là muốn tìm hiểu pháp thân Phật bên mặt thời gian. Kim cang bất hoại thân, làm gì để được, để có được cái thân kim cang bất hoại, là muốn tìm hiểu. Phật muốn chỉ dạy cho mọi người hiểu pháp thân Phật về mặt không gian. Học phẩm trường thọ thứ tư, người đệ tử Phật sáng mắt ra và nhận thức rõ về giá trị của danh từ trường thọ qua lời Như Lai Thế Tôn dạy cho Bồ Tát Ca Diếp. Bồ Tát Ca Diếp còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nào hung đúc thành tựu kết quả là thân kim cang bất hoại. Bữa trước là mình học phẩm trường thọ rồi, đây là phẩm kim cang thân. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp muốn tìm hiểu nguyên nhân nào mà Đức Phật thành tựu được cái thân kim cang bất hoại. Người đại thừa, chúng tánh đại thừa đọc hai câu đó, hai câu là vân hà bất trường thọ, kim cang bất hoại thân, đọc hai câu đó cảm nghe vừa sung sướng vừa ngậm ngùi, nao nao man mác. Trong lòng mà vừa khởi niệm tri ân Bồ Tát Ca Diếp, tri ân Đức Phật tận đáy lòng thâm sâu vô lượng. Là vì nghiên cứu mình học học về phẩm trường thọ và phẩm kim cang bất hoại này, mà mình học cho kỹ thì mình hiểu về pháp thân Phật. Cái lý do nào mà Phật, pháp thân Phật tồn tại, hiện hữu, vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng, thì mình học cái phẩm trường thọ và kim cang bất hoại này, mình đã nắm được cái ý đó. Không có hai câu hỏi đó, người đệ tử Phật
không có cơ hội hiểu rõ về pháp thân Phật. Người đệ tử Phật thông thường chỉ thấy Phật, nghe Phật và biết Phật qua ứng thân duyên khởi, qua cái thân tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng để ý cái chỗ này là sâu sắc đây. Không học về giáo lý Đại Thừa, mình chỉ hiểu Phật qua cái thân tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ mình không còn biết cái gì khác hết. Nhưng mà đi sâu vào giáo lý Đại Thừa thì cái thân tướng Phật Thích Ca Mâu Ni đó chẳng qua là một cái ứng thân duyên sanh hiện khởi, duyên sanh mà thôi. Còn cái mà đúng cái nghĩa mà Phật dạy cho mọi người đệ tử Phật biết để mà tư duy mà quán chiếu mà tu tập là phải là pháp thân Phật. Vì vậy cho nên là chúng ta mà đi chùa mà làm lễ quy y trước chánh điện, rồi lại tượng Phật cốt, Phật thêu, Phật vẽ, Phật đồng, Phật xi măng đó, là một hình thức rất là đơn sơ, rất là ban đầu. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu đó là cái biểu trưng để mà người ta có thể gọi là dĩ huyễn độ chơn, dùng cái huyễn cảnh để mà độ cho những cái người sơ cơ mới vào đạo. Chứ còn nếu mà mình dựa vào những cái huyễn hình, cái huyễn cảnh đó, kể cả cái thân của Đức Phật Thích Ca ngay cái lúc còn tại thế cũng gọi là huyễn đó. Kể cả thân Phật Thích Ca cũng gọi là ảo quá không thân, chứ không phải là Phật. Mà Đức Phật muốn dạy cho mình là cái thân của Phật Thích Ca, không phải. Cái đó cũng thuộc về ảo quá thôi, cũng là cái hiện tượng duyên sanh. Thành ra mình phải học cái thân ảo quá, hiện tượng duyên sanh là tôi có nói hoài, tôi nhắc hoài là trong cái bài tấm Phật của cái ngày lễ tấm Phật ngày rằm ngày 8 tháng 4, các bậc tiền bối người ta sáng tạo ra một cái bài, ta cho biết rằng là mình mà thấy Phật mà qua cái hình tướng của Đức Phật Thích Ca mà kim triêu chánh thị tứ ngoạc bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt phúng thủy cửu long thiên ngoại lai và bổng túc liên hoa tùng địa phát, nó có ý nghĩa rằng là cái ngày 8 tháng 4 bây giờ thì gọi là ngày rằm, là thống nhất cả gọi là Phật giáo thế giới ta thống nhất các bạn. Chứ xưa kia thì gọi là 8 tháng 4 là cái ngày Phật đản sanh, thành cái tỳ la vệ vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, rồi có 9 con rồng phun nước tắm Phật, rồi có chư thiên đỡ Phật, đỡ thân Thái tử, tức là thân Phật á. Đó là cái thấy của cái người cơ bằng nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiếc, tức là cái thấy đó là cái thấy của cái người mà con mắt đã không tỏ rồi mà lại còn thêm bụi rớt ở trong đó nữa, nghĩa là không thấy được sự thật, không thấy được cái lẽ thật. Ở đây là không thấy được Phật thật đâu, mà thấy Phật đó là Phật ảo quá không thân, chứ chưa thấy được Phật pháp thân, vì con mắt đã vốn đã không tỏ mà bị bụi rớt vào nữa. Câu ghi gốm này kinh điển người ta dạy như vậy rồi, tại mình Phật tử nào chưa có để ý học rồi thành này mình thấy
Chứ còn để ý học rồi mình thấy nó rõ vậy đó. Phật mà thấy qua cái thân tướng của Phật Thích Ca đó là con mắt đã bị bụi rớt không rồi. Còn mà thấy Phật thiệt đó thì phải thấy là tỳ gia thẩm lý bất tằng sanh mà ta la thọ giang bất tằng diệt. Cái Phật thiệt đó mà Phật muốn dạy cho mình đó, cho đệ tử Phật học đó, là không phải Phật sanh ở trong thành tỳ gia ly đâu, trong thành ca tỳ la vệ đâu. Và Phật thiệt mà Phật muốn dạy cho mình học đó, là không phải Phật nhập niết bàn ở cái rừng ta la sâu thọ, mà là bất sanh bất diệt lão. Đó là pháp thân tồn tại hiện hữu dính cứu về mặt không gian, tồn tại dính cứu về mặt thời gian. Đó là mình học cái phẩm trường thọ và phẩm kim cang bất hoại này.